thất bại. Mày muốn chết gặp khó khăn, mày muốn chết khi bỏ cuộc, mày muốn chết, chết là giải thoát. Mày muốn chết, mày tự sát, để gánh nặng là do gia đình, nỗi mất mát và cái xác. Mù mày muốn chết khi thất bại, mày muốn chết gặp khó khăn, mày muốn chết khi bỏ cuộc, mày muốn chết, chết là giải thoát. Mày muốn chết, mày tự sát, để gánh nặng là do gia đình, nỗi mất mát và cái xác. Cái chết là cái đéo gì tao không cần biết, nếu mày đã muốn chết thì giao không cần thiết. Nói cho đơn giản, cha mày sinh mày ra đời, tặng mày linh hồn khi mày chết nó xa rời. Nhưng mà không phải nhắm mắt rồi cứ chết là xong, tâm hồn mày nó vẫn đục, không chỉ chết là trong. Thân xác mày nằm đó, nỗi đau mày còn đó, cha mẹ mày sẽ ra sao khi thấy con mình nằm xó. Lúc sống mày ở trong căn nhà chật màu xám bần, chết đi thì lại được vô chung cư 18 tầng. Mày luôn than vãn là lúc nào cũng túng thiếu, mày chết tao đốt cho mày giàu với 5.000 cúng biếu. Chết rồi thì mày phải đi hầu thằng DV, thay cho lúc sống mày ngồi 2-3 tiếng chầu TV. Mày chết nghĩ đơn giản chỉ là mày ngủ ngoài nghĩa trang, ngày Tết về thăm nhà trong làng khói nhang và cho tàn. Buồn mày muốn chết khi thất bại, mày muốn chết gặp khó khăn, mày muốn chết khi bỏ cuộc, mày muốn chết, chết là giải thoát. Mày muốn chết, mày tự sát, để gánh nặng là cho gia đình, nỗi mất mát và cái xác. Buồn mày muốn chết khi thất bại, mày muốn chết gặp khó khăn, mày muốn chết khi bỏ cuộc, mày muốn chết, chết là giải thoát. Mày muốn chết, mày tự sát, để gánh nặng là cho gia đình, nỗi mất mát và cái xác. Nước mắt của mẹ tao ngày hôm qua đã cho đi mất rồi, và đến một nụ cười ngày hôm nay vẫn không thể cất nổi. Cái tên tao chết đã trở thành một sự thật, mọi vật đều đứng lại và không cần phải chứng minh. Phải chi lúc chưa chết tao có hiếu trong gia đình, để bây giờ mẹ tao không phải khóc khi nhìn tao qua tấm hình. Cứ đêm đêm buồn buồn tao lại làm vài bi cho gọi là thấy ảo ảo, tăng huyết áp rồi tao ra đi trong đêm tối. Thấy không gian này chỉ có một mình tao mà thôi. Lúc còn sống mày bất tài, chết cũng đéo có tương lai, thì sống duy nhất chỉ có một cách là mày vẫn là thằng ăn hại, vẫn nghe kinh sám hối và vẫn gõ mỏ hàng đêm. Nhưng tại sao tội lại không ít mà lại càng tăng thêm? Rồi chuyện gì nó muốn đến thì nó cũng sẽ phải đến. Tao không cần phải nói nhiều, chỉ muốn nói thêm một điều, con yêu mẹ và những người mà con yêu thương. Buồn mày muốn chết khi thất bại, mày muốn chết gặp khó khăn, mày muốn chết khi bỏ cuộc, mày muốn chết, chết là giải thoát. Mày muốn chết, mày tự sát, để gánh nặng lại cho gia đình, nỗi mất mát và cái xác. Buồn mày muốn chết khi thất bại, mày muốn chết gặp khó khăn, mày muốn chết khi bỏ cuộc, mày muốn chết, chết là giải thoát. Mày muốn chết, mày tự sát, để gánh nặng lại cho gia đình, nỗi mất mát và cái xác. Và chết như mày, chết cũng đéo có gì lạ. Và cứ mỗi đêm mày bay về bi, mày làm bạn thân rất cần xa. Rồi post vào nick của tao, mày nói cái gì tao đéo hiểu. Mày nói mày bay và mày thất bất ở cái thằng lồn này khép kiểu. Chết rồi mày có sợ không? Mày có hối tiếc những ngày được sống mày muốn chơi lại không? Hay đó là cách duy nhất để mày thấy có cuộc đời để cám dỗ, để hôn mày phiêu du tự tại bỏ xác lại đây tới năm tư tháng gia đình mày phải làm đám dỗ. Chết cũng đơn giản thôi, khi sao đổi ngôi, số phần mày đã hết thì mày phải đi thôi. Tấm hình đa nhân bốn phóng tơ trên bàn thờ, thắp thêm một ngọn nến, sáng hai chữ tưởng nhớ. Đóng một cây đinh nếu quan tài không mở được, đóng thêm cây thứ hai tao thấy mất cha mày ngưng nước. Đóng thêm cây thứ ba và cây trong tim mẹ mày là bốn. Bốn người khi mày lên đưa mày xuống hố gọi là chôn. Buồn mày muốn chết khi thất bại, mày muốn chết gặp khó khăn, mày muốn chết khi bỏ cuộc, mày muốn chết, chết là vậy.